Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 7 tập 44. Ở cuối tập trước, sau khi thần nguyên chi mắt, Tiêu Viêm nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, Lôi Bách gật gật đầu. Này đó ma đầu cũng không thể hấp thu nguyên khí, hơn nữa tiến vào nơi đây có không ít cường giả bị kia bất hủ ma đầu giết hại. Bảo tồn tại đây phiến không gian chung nguyên khí đó là hội tụ thành suối nguồn, ẩn chứa bàng bạc thần chi nguyên khí, hơn nữa tương đương chi tinh thuần. Tiêu Viêm nghe vậy mày đó là chọn chọn, tựa hồ không nghĩ tới nơi đây thế nhưng thật là có tạo hóa. Bất quá này đó thần nguyên chi mắt phân bố này rách nát đại lục các địa phương, tìm kiếm lên có chút phiền phức, phía trước có ma đầu cản trở. Hiện tại bất hủ ma đầu đã bị tôn thượng chém giết, nơi đây liền đã không có gì nguy hiểm, đảo cũng có thể tại đây nhiều làm một ít dừng lại. Lôi Bách giờ phút này sắc mặt cũng rất khó xem, ma khí thâm nhập tới rồi hắn trong cơ thể, làm hắn rất là khó chịu. Tiêu Viêm gật gật đầu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ở Tiêu Viêm đem bất hủ ma đầu mặt sát phía trước, nơi này chính là cực hung nơi. Liền tính nơi này có lệnh người mắt thèm thần nguyên chi mắt, nhưng cũng không người dám xâm nhập trong đó hấp thu. Mà hiện tại, bất hủ ma đầu bị giết lúc sau, còn lại dư lại hạ ma đầu còn không cần Tiêu Viêm động thủ, chúng nó lại là chính mình liền tiêu tán mà đi. Bất hủ ma đầu là cơ thể mẹ, chúng nó cùng cơ thể mẹ mệnh tương liên, bởi vậy bất hủ ma đầu bị mặt sát lúc sau. Chúng nó cũng đem vô pháp độc lập tồn tại, nơi đây đã không có một con ma đầu. Chỉ còn lại có một ít nguyên bản liền tồn tại với này đó không gian giữa sinh mệnh thể, mà trong đó đó là có Tiêu Viêm lúc ban đầu tiến vào nơi này khi sở gặp được Thiên Huyễn Quỷ Mị. Nơi này không biết đã có bao nhiêu thời gian không người tiến vào nơi này, trừ bỏ thần nguyên chi mắt ngoại, còn có một ít không tưởng được thiên tài địa bảo, có thể ở trong đó sưu tầm một ít. Lôi Bách tiếp tục nói, Tiêu Viêm trong mắt cũng là nổi lên ánh sao. Ngay sau đó cũng làm không gian giới tử bên trong Huân Nhi đám người từ trong đó ra tới, lúc này nơi này đã không có cái gì nguy hiểm. Chính là một cái tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Mọi người đều có thể mượn này tới tăng lên một chút thực lực của chính mình. Bất quá nơi này không gian vốn là kề bên hỏng mất, hơn nữa phía trước kịch liệt đánh nhau, chỉ sợ nơi này chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, chậm rãi nói. Đại gia nắm chặt thời gian, nơi này tồn tại rất nhiều tạo hóa, đều từng người phân công nhau tìm kiếm. Thật là khó được thông khí, ta đây liền đi trước một bước. Hạ Tăng Huy thích nhất một người khắp nơi đi bộ, giờ phút này cũng không ngoại lệ, một người liền biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Kiếm Thục cùng Võ Chấn cũng đều phân biệt tản ra, từng người tìm kiếm thần nguyên chi mắt, loại này tạo hóa nơi hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ buông tha. Dư lại mấy người đều là không có tính toán một mình sưu tầm, mà là tính toán đi theo Tiêu Viêm cùng nhau, đương nhiên. Đến nỗi Huân Nhi, Tiêu Kỳ cùng với Đinh Duyệt, các nàng thực lực hơi yếu một ít, Tiêu Viêm cũng sẽ không làm các nàng một mình tìm kiếm. Các ngươi trên người ma khí đã thâm nhập cốt tủy, nhưng có biện pháp loại bỏ sao? Tiêu Viêm nhìn cho mày Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, hai người đều còn cường trống, nhưng là nhìn ra được tới đều rất khó chịu. Không ngại, chúng ta sẽ nghĩ cách. Lôi Bách cười khổ nói, chợt ngồi xếp bằng xuống dưới, thử loại bỏ trong cơ thể ma khí. Nếu là Tiêu Viêm thật sự lại đến muộn một ít, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du phòng trừng liền phải bị luyện hóa thành ma đầu. Nhìn ngồi xếp bằng xuống dưới Lôi Bách, mặt lộ vẻ khổ sắc, nguyên khí điên cuồng vận chuyển, tựa hồ loại bỏ ma khí hiệu quả lại không tốt. Nếu không, làm ta thử một lần, có thể hay không vì các ngươi thanh trừ. Tiêu Viêm nhìn thống khổ hai người, đó là nói. Tôn thượng có thể có biện pháp. Lôi Bách nhìn về phía Tiêu Viêm. Chỉ có thể thử một lần, không hiểu được hay không hữu dụng, Tiêu Viêm cũng không dám xác nhận. Lôi Bách dừng một chút lúc sau, cắn chặt răng, ma khí ở trong cơ thể rất là đau đớn, mặc dù là Võ Thiên Du cũng là đầy đầu mồ hôi lạnh. Võ Thiên Du người mặc đơn giản nội giáp, có thể thấy nàng lực hiện cường tráng thân thể thượng, ma khí xâm nhập máu giữa. Võ Thiên Du rất ít mở miệng nói chuyện, nàng tựa hồ tình huống so Lôi Bách còn muốn càng không xong một ít. "Hảo, vậy đa tạ." Lôi Bách gật gật đầu. Hắn đã nếm thử quá rất nhiều biện pháp, các loại biện pháp đều không có quá tốt hiệu quả. Sở dĩ Lôi Bách muốn luận Võ Thiên Du hơi chút tốt một chút, đó là bởi vì Lôi Bách trong cơ thể có Lôi Đình Chi Tâm Trảm Linh Thật Lôi tồn tại. Nếu không chỉ sợ hai người tình huống đều sẽ không sai biệt lắm, Võ Thiên Du môi đều ô, mà này làn da đều ở biến hắc, đã có ba phần ma đầu chi tướng. Này ma khí giống như độc tố, nếu là không giải quyết rớt, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ biến thành mất đi lý trí ma đầu. Tiêu Viêm thấy thế có chút lo lắng nói. Chợt Tiêu Viêm nâng lên bàn tay, Bất Diệt Chi Hỏa ngọn lửa ở lòng bàn tay nhảy lên, ba loại hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm lựa chọn cái nào đều có thể. Khả năng sẽ có một ít thống khổ, nhẫn nại một chút. Tiêu Viêm nói, Lôi Bách làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tiêu Viêm vung tay lên, Bất Diệt Chi Hỏa lược ra, một đoàn màu đen ngọn lửa liền đem Lôi Bách bao vây ở trong đó. Tiếp theo nháy mắt, toàn bộ tinh tịch đại giới bên trong đều vang vọng Lôi Bách thống khổ đến cực điểm gào giống thanh. Bất Diệt Chi Hỏa hỏa đốm theo này làn ra phàn duyên mà thượng, Bất Diệt Chi Hỏa dũng mãnh vào Lôi Bách trong cơ thể. Này huyết mạch cốt cách, Bất Diệt Chi Hỏa đảo qua hắn thân thể mỗi một tấc. Cùng với Lôi Bách thống khổ chu lên thanh, thanh âm vô cùng chi thảm thiết, nhưng không bao lâu. Từng đạo ma khí đó là từ đỉnh đầu phía trên chậm rãi dâng lên,
ma khí đang ở nhanh chóng bị bất diệt chi hỏa cấp loại bỏ. Không biết đi qua bao lâu, Lôi Bách tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại, hắn nhìn Tiêu Viêm vốn định mở miệng nói lời cảm tạ, bất quá tiếp theo nháy mắt hai mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu. Nhưng Lôi Bách trên người ma khí lại thật sự bị Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa tất cả đuổi ra. Nữ võ thần tiền bối, chuẩn bị tốt sao? Tiêu Viêm nhìn về phía một bên không nói gì Võ Thiên Du, người sau mở hai mắt, nàng đôi mắt đã bị ma khí sở chiếm cứ, có một nửa biến thành màu đen. Đa tạ. Bất quá Võ Thiên Du còn vẫn chưa mất đi thần trí, chỉ là thanh âm đã có chút khàn khàn. Tiêu Viêm gật gật đầu, hai lời chưa nói, bất diệt chi hỏa hướng tới Võ Thiên Du bao phủ mà đi, màu đen ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, loại này thống khổ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mỗi một tấc huyết nhục phảng phất đều ở thiêu đốt, xương cốt càng là giống như muốn hòa tan giống nhau, đúng là bởi vì như thế, Lôi Bách mới có thể phát ra như thế thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm trong mắt cũng là hiện lên một mạt kính nể, Võ Thiên Du thế nhưng trước sau không có cổ họng ra một tiếng. Hơn nữa Võ Thiên Du loại bỏ thời gian còn muốn càng lâu một ít, bất quá cũng may cuối cùng Tiêu Viêm đều trợ giúp hai người loại bỏ trong cơ thể khó chơi ma khí. Đa tạ tôn thượng. Tôn thượng kêu ta Võ Thiên Du liền hảo. Lúc này Võ Thiên Du mở hai tròng mắt, trong mắt lộ ra vô tận mỏi mệt, như là từ ánh mắt của nàng bên trong xem ra tới, nàng cũng đã tới rồi cực hạn. Nghỉ ngơi đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại xem một khác bên, Lôi Bách sớm đã là tiếng gáy như sấm, ngủ đến như hương như thơm. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm thần nguyên chi mắt, như vậy tạo hóa cũng không thể bỏ lỡ. Tiêu Viêm nói, rồi sau đó dẫn theo mọi người đi trước này đó rách nát đại lục giữa tìm kiếm Lôi Bách lời nói thần nguyên chi mắt. To như vậy linh tuyển hải dương xuất hiện ở mọi người trước mặt, đều là khiếp sợ há to miệng, loại này nguyên khí nồng đậm trình độ đều là không cần nói cũng biết. Nhưng giờ phút này ở tinh tịch đại giới giữa Tiêu Viêm một chúng cũng không biết được, bọn họ còn ở tu luyện khi. Tinh tịch đại giới ngoại đã từ 4 con thích loại phi thuyền gia tăng tới rồi mười mấy con, mênh mông cuồn cuộn, đem tinh tịch đại giới nhập khẩu bao quanh vây quanh. Ở khổng lồ hải thích loại phi thuyền thượng, giờ phút này càng là hội tụ vài tên linh quỷ, cho dù chỉ là đứng lặng tại đây, đó là có thể cảm thấy bọn họ trên người sở phát ra cường đại hơi thở. Khổng lồ hải, ngươi rằng ta chờ toàn bộ triệu tới, đến tục cùng là một cái dạng gì địch nhân đáng giá như thế đại động can qua. Một người thân hình cao gầy nam tử, nguyên bản tuấn tiếu khuôn mặt, lại bởi vì không có đôi mắt, thoạt nhìn liền cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Diêu giới ngươi đừng có gấp, lần này đối thủ chúng ta cũng đến cần phải cẩn thận một ít, bọn họ tương đương không đơn giản. Khổng lồ hải chính sắc nói. Tên là Diêu giới linh quỷ nghe vậy, đó là khinh thường cười lạnh một tiếng, không tức giận nói. Mỗi lần ngươi đều kêu kêu quát quát, bất quá đều là một ít phế vật cặn bã mà thôi, lãng phí ta chờ thời gian. Lần này không giống nhau, bọn họ đánh chết Triều Ca cùng quan ngươi. Khổng lồ hải chính sắc nói, nguyên bản đều có chút không cho là đúng một chúng linh quỷ, nghe vậy lúc sau đều là ánh mắt kinh nghi nhìn về phía khổng lồ hải. Có loại sự tình này, Triều Ca cùng quan ngươi thực lực ta nhớ rõ đều rất cường. Quan ngươi càng là bát tinh đấu thần hậu kỳ cường giả đi, có thể đem bọn họ hai cái đánh chết, đến tục cùng là cái gì địa vị. Một nữ tử, dáng người cao gầy, thủy nhuận môi đỏ gợi cảm mà vũ mị, tề ngực áo bào ngắn càng là đem nhiệt liệt dáng người bại lộ mà ra. Cụ thể còn không biết, bất quá có một chút có thể xác nhận, bọn họ cũng không cửu tinh đấu thần. Khổng lồ hải lắc lắc đầu trả lời nói, rốt cuộc phía trước chỉ là một cái đối mặt, khổng lồ hải vẫn chưa được đến tra xét rõ ràng. Không có cửu tinh đấu thần, như vậy lấy quan ngươi thực lực hẳn là không có khả năng sẽ bị đánh chết, xem ra lần này thật là gặp kình địch. Nữ tử dơ dơ lên chán ve, sắc mặt cũng là trở nên hơi ngưng trọng lên. Kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ hai người phế vật, không có cửu tinh đấu thần đều có thể bị đánh chết, thật là mất hết thiên nhân phủ mặt mũi. Diêu giới hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm, bất quá giờ phút này cũng là lực cảm thấy hứng thú một ít. Lần này ta cảm giác đều không phải là tầm thường, bọn họ hẳn là đến từ mặt khác hư vô, cho nên mới triệu tới Diêu giới, xa giao cùng với Tả Đông cùng Tả Tây các ngươi bốn người. Các ngươi bốn cái đều đã đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh, hơn nữa ta liền có thể bảo đảm lần này có thể đem này chốc nã hoặc là đánh chết. Khổng lồ hải chậm rãi nói, trước mặt đứng lặng bốn gã linh quỷ, thực lực đều là đi tới bát tinh đấu thần đỉnh, có được vượt qua 400 triệu nguyên khí nội tình. Bọn họ sở dĩ sẽ nghe theo với khổng lồ hải, đó là bởi vì khổng lồ hải thực lực so với bọn hắn đều còn muốn cùng cường một phân, chính là cửu tinh đấu thần sơ kỳ tuyệt đối cường giả. Đưa bọn họ đánh chết lúc sau ta sẽ tự đăng báo thiên nhân phủ, công lao tất nhiên sẽ không thiếu chư vị. Khổng lồ hải nhìn bốn người, vẫn là muốn trước đem bánh nướng lớn cấp mọi người họa thượng, nếu không rất có khả năng sẽ đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Mọi người nghe nói lúc sau khẽ gật đầu, quan ngươi cùng Triều Ca ở thiên nhân phủ bên trong thực lực xếp hạng cũng là tương đương dựa trước. Bọn họ nếu là bị đánh chết, thiên nhân phủ nhất định sẽ đối này duy trì trật tự. Nhưng mọi người cũng minh bạch, một khi là từ thiên nhân phủ bên trong hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ, rốt cuộc đoạt công linh quỷ nhưng không ở số ít. Chúng ta đây toàn bộ tại đây chờ. Tên là Sa Giao nữ tử, dáng người thướt tha, bạch mắt ở nàng trên người lại tản ra một cổ khác thường mị lực.
Này tinh tịch đại giới phía trước có cửu tinh đấu thần linh quỷ xâm nhập trong đó, đó là ngã xuống tại đây, ta nhưng không nghĩ mạo hiểm xông vào. Diêu giới còn lại là lạnh lùng nói, hiển nhiên phi thường kháng cự tiến vào này tinh tịch đại giới. Ngươi ý tứ, chúng ta liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Sa Dao mắt đẹp bên trong ba quang chớp động, hiển nhiên cảm thấy ở chỗ này chờ cũng không phải là một cái sáng suốt cử chỉ. Chúng ta đây như thế nào có thể xác nhận bọn họ hay không còn sống, vạn nhất bọn họ đã chết ở bên trong, chúng ta chẳng phải là ở chỗ này lãng phí thời gian. Khổng Lồ Hải nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn về phía phi thuyền thượng thủ hạ nhóm. Các ngươi năm cái, đi vào điều tra. Khổng Lồ Hải chỉ vào năm cái thủ hạ, quát lên. Từ trong đó ra tới sau, sẽ có ban thưởng. Năm người tức khắc mặt lộ vẻ khổ sắc, rồi lại không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo Khổng Lồ Hải mệnh lệnh. Này không gian trùng động đã vặn vẹo, tâm thương phi thuyền chỉ sợ còn không có đến liền sẽ bị rào thành dập nát. Cần thiết an bài một con thuyền thích loại phi thuyền mới có thể tiến vào này tinh tịch đại giới. Sa Dao nhìn vặn vẹo trùng động đó là nói. Khổng Lồ Hải nghe vậy lần thứ hai dừng một chút, một con thuyền thích loại phi thuyền giá trị xa xỉ. Chế tạo khó khăn cũng là tương đương to lớn, hắn cũng sợ có đi mà không có về, mất nhiều hơn được đã có thể không hảo. Ta còn có khác nhiệm vụ, nhưng không có cách nào ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Diêu Giới bĩu môi, hiển nhiên hắn cảm thấy việc này cũng không thỏa đáng, nếu thật là ôm cây đợi thỏ không biết phải chờ tới khi nào đi. Khổng Lồ Hải cắn răng một cái, chỉ phải là đáp ứng xuống dưới, phái ra một con thuyền thích loại phi thuyền tiến vào trong đó tra xét tình huống. Ngươi chờ tiến vào sau, phát hiện bất luận cái gì tình huống đều lập tức hướng ta hội báo. Khổng Lồ Hải dặn dò nói, năm người chỉ phải ở bất đắc dĩ giữa ôm quyền xưng là 1.450 vạn, 1.500 vạn. Tiêu Viêm mọi người trừ bỏ Tiêu Nguyệt Ly ở ngoài, còn lại tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở to như vậy như hải linh tuyền giữa. Thần chi nguyên khí lấy mắt thường có thể thấy được bay nhanh bị mọi người hấp thu. Trái lại Tiêu Viêm nơi này, lần thứ hai xuất hiện cực kỳ lệnh người chấn động một màn. Từng ngụm nuốt nạp linh tuyền, cuồng bạo nguyên khí điên cuồng bị Tiêu Viêm nuốt vào trong cơ thể, loại này hấp thu phương thức. Cơ hồ là xem ngây người mọi người, loại này tu luyện phương thức hơi có vô ý ngược lại sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng Tiêu Viêm chính là như thế điên cuồng tu luyện, nguyên khí nội tình đó là lấy điên cuồng tốc độ bạo tăng, bất quá loại này bạo tăng chỉ là tạm thời, gông cùm xiềng xích vẫn là xuất hiện. 1.550 vạn, còn kém 50 vạn là có thể đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh. Tiêu Viêm cắn răng, sao trời hải bên trong ngưng tụ tốc độ rõ ràng dần dần trở nên thong thả. Nhưng Tiêu Viêm không có từ bỏ, tiếp tục cắn răng, tốc độ tuy rằng biến chậm, chỉ cần còn ở ngưng tụ, Tiêu Viêm liền sẽ không từ bỏ. Không biết có phải hay không song trọng sao trời hải duyên cớ, Tiêu Viêm ngưng tụ sao trời tốc độ tựa so tầm thường đấu thần muốn càng chậm một phân. Có lẽ là bởi vì Tiêu Viêm ngưng tụ một ngôi sao, trên thực tế liền tương đương với ngưng tụ hai viên. Tuy rằng ngưng tụ tốc độ biến chậm, Tiêu Viêm như cũ không màng tất cả điên cuồng hấp thu. Không biết đi qua bao lâu lúc sau, Tiêu Viêm trên người hơi thở bỗng nhiên cứng lại, rồi sau đó hướng tới bốn phía khuếch tán mở ra. Cuối cùng là đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh. Tiêu Viêm mở mắt ra tới, trong mắt phát ra xuất tinh mang, cảm thụ được đột phá sau truyền đến thoải mái cảm giác. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh sau, bỗng nhiên sao trời trong nước hơi hơi chấn động, số lượng lại là bắt đầu bạo tăng. Không có bất luận cái gì dấu hiệu điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí, từng viên thần chi nguyên khí ngưng tụ mà ra. Đây là đột phá gông cùm xiềng xích. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy trong lòng cả kinh, lập tức đắm chìm tâm thần, như vậy tu luyện trạng thái đột nhiên xuất hiện, cũng làm Tiêu Viêm trở tay không kịp. Bốn phía linh tuyền bắt đầu quấy, Tiêu Viêm mở miệng từng ngụm nuốt nạp linh tuyền. Càng thêm bàng bạc thần chi nguyên khí dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể, như vậy trận thế cùng chung quanh mọi người so sánh với không biết cường nhiều ít lần. 1.700 vạn, 1.800 vạn. Từng viên nguyên khí sao trời giống như nước chảy thành sông giống nhau, ở Tiêu Viêm sao trời trong nước ngưng tụ thành từng viên lộng lẫy sao trời. Mà Tiêu Viêm đã có được 1.800 vạn sao trời hải còn ở tiếp tục khuếch trương. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ở khôi phục sau khi tỉnh dậy, bọn họ cũng là đi tới nơi đây. Lập tức liền lần nữa nhìn đến điên cuồng tu luyện Tiêu Viêm, nhìn sao động linh tuyền, sôi nổi khiếp sợ ánh mắt đầu hướng về phía Tiêu Viêm. Hắn đây là cái gì tốc độ tu luyện? Ở cẩn thận tìm tòi sau, cảm thụ được kia bàng bạc đến không thể tưởng tượng thần chi nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào Tiêu Viêm trong cơ thể thời điểm. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là đôi mắt chợt co rụt lại. Lục tinh đấu thần đỉnh sao, thật nhanh tốc độ tu luyện. Hay là hắn tính toán mượn này nhất cử trực tiếp đánh sâu vào đột phá đến thất tinh đấu thần. Lôi Bách kinh ngạc há to miệng, phía trước đối Tiêu Viêm thập phần lạnh nhạt Võ Thiên Du. Tiêu Viêm một lần lại một lần khiếp sợ tới rồi Võ Thiên Du, hoàn toàn làm Võ Thiên Du nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có thay đổi. Xem khởi bộ dáng, hẳn là đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào tụ tinh thành hải tu luyện trạng thái. Ta nhớ rõ ta từng ở bát tinh đấu thần khi cũng gặp được quá một lần, như vậy trạng thái chính là xen vào tẩu hỏa nhập ma cùng thanh minh chi gian. Thực lực tăng lên tốc độ đích xác bay nhanh, nhưng nếu có bất luận cái gì một tia lệch lạc liền khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma, cảnh giới đại ngã khả năng. Giờ phút này Tiêu Viêm phảng phất đã mất đi ý thức,
hắn chỉ biết điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí. Giờ phút này Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đã đi tới 2000 vạn. Loại này tăng lên tốc độ, Tiêu Viêm có lẽ thật sự có cơ hội đột phá đến thất tinh đấu thần. Đột phá thất tinh đấu thần yêu cầu 2400 vạn, mà Tiêu Viêm hiện tại còn kém chỉ có 400 vạn không đến. Như thế khổng lồ linh tuyền hoàn toàn có thể chống đỡ cung cấp Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần. Thất tinh đấu thần, ta muốn biến cường, cho ta ngưng. Tiêu Viêm mở hai mắt, phát ra giống giận tiếng động, hắn trong ánh mắt đã nhìn không tới thanh minh, thay thế chính là một loại điên cuồng. Thấy một màn này, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du tâm thần căng thẳng, trong miệng một lời nói, hắn tẩu hỏa nhập ma. Võ Thiên Du mày liễu lập tức nhíu chặt, không biết có phải hay không bởi vì Tiêu Viêm lần này ra tay giúp trợ bọn họ, Võ Thiên Du trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc. Chúng ta đến làm hắn thức tỉnh lại đây, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Võ Thiên Du nghiêm mặt nói. Lôi Bách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giờ khắc này Tiêu Viêm đích xác đã không có ý thức. Nhưng một màn này Lôi Bách lại không cảm thấy xa lạ, bởi vì ở Lôi Hải bên trong, Tiêu Viêm cũng xuất hiện quá như vậy trạng thái. Đừng nóng vội, chờ một chút xem. Lôi Bách lắc lắc đầu, ngăn cản Võ Thiên Du. Hắn nếu nhập ma, thời gian nếu kéo đến càng lâu, chúng ta cũng đem không có cơ hội đem hắn đánh thức. Võ Thiên Du có chút khó hiểu. Ta cảm giác hắn cũng không có mất đi ý thức, mà hắn tựa hồ chính là loại này tu luyện phương thức, đủ điên đủ cuồng đủ si. Lôi Bách không dám xác định, nhưng trực tiếp nói cho Lôi Bách, Tiêu Viêm cũng không có tẩu hỏa nhập ma, như bây giờ trạng thái chính là Tiêu Viêm tuyệt hảo tu luyện cơ hội, chớ quấy rầy. Tinh tịch đại giới lối vào, một con thuyền tích loại phi thuyền từ trong đó xuyên qua mà ra, phi thuyền thượng năm đạo thân ảnh đều là trời đất quay cuồng, hảo sau một lúc lâu mới là phục hồi tinh thần lại. Xuyên qua cái này vặn vẹo trùng động, năm người như không có cách nào như đinh duyệt giống nhau khống chế phi thuyền phương hướng. Bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liền giống như tiến vào một cái to lớn lốc xoáy, tích loại phi thuyền cũng là đã chịu trình độ nhất định hư hao. Năm người lập tức phục hồi tinh thần lại, đem tích loại phi thuyền ẩn tàng rồi lên. Nhanh chóng lẻn vào tới rồi tinh tịch đại giới bên trong tìm kiếm Tiêu Viêm một chúng tung tích, nhưng bọn hắn tốc độ cũng không mau, mà là tận khả năng che giấu chính mình. Bởi vì bọn họ cũng không biết nơi này tồn tại cái gì hung hiểm, nhưng tinh tịch đại giới uy danh truyền xa. Loại địa phương này, lấy thực lực của bọn họ nếu là không cẩn thận, chỉ sợ rơi thuyền liền khả năng sẽ chết thảm. Năm người cẩn thận sưu tầm, không biết đi qua bao lâu sau, bọn họ rốt cuộc đi tới một mảnh rừng rậm bên trong, theo bọn họ ánh mắt nhìn lại. Đó là một mảnh to như vậy linh tuyền hải dương, cuồn cuộn thần chi nguyên khí dao động, làm bọn hắn càng là cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mặc dù không có ngồi xếp bằng ở linh tuyền giữa, như cũ có thể cảm nhận được kia cực kỳ tinh thuần thần chi nguyên khí, tại đây tu luyện đều rất có ích lợi. Nơi này tựa hồ cũng không nguy hiểm, bọn họ thế nhưng còn ở phao suối nước nóng. Đầu đất, này cũng không phải là cái gì suối nước nóng, chính là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm thần chi nguyên khí linh tuyền a. Lập tức thông báo biển rộng thượng thần, nơi này căn bản là không có gì nguy hiểm, bọn họ đều ở chỗ này thích ý vô cùng tu luyện đâu. Năm người giấu ở trong bóng tối, hiển nhiên dùng ẩn nấp hơi thở đan dược, bởi vậy một chốc một lát cũng không có người phát hiện bọn họ, ngay cả Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều không có phát giác. Bất quá nhưng vào lúc này, mắt chó bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh, ở Tiêu Viêm bả vai phía trên đột nhiên hướng tới một phương hướng nhìn qua đi, đột nhiên phát ra một bó lam quang bao phủ mà đi. Cũng dám mơ ước ta chờ, tù linh phong trận. Năm người cả kinh, căn bản không có nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ bị phát hiện, lập tức nhích người, nguyên khí bạo khởi dục muốn chạy trốn ly. Nhưng lam quang khoảnh khắc đưa bọn họ năm người sở bao phủ, phảng phất thân thể lập tức đã bị một cổ cự lực khóa trụ giống nhau, trực tiếp không thể động đậy. Có địch nhân, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du lập tức nhìn qua đi, thấy được bị mắt chó lam quang sở bao phủ đến vô pháp nhúc nhích năm người. Người nào? Lôi Bách cùng Võ Thiên Du lập tức lao đi, nhìn về phía năm người, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều nhìn nhau, bởi vì xem bọn họ trên người sở xuyên quần áo liền nhận ra này thân phận. Thiên Nhân Phủ, Lôi Bách kinh dị nói, như này năm người đều không phải là linh quỷ, bọn họ chỉ là tìm kiếm đấu thần, người mạnh nhất thực lực bất quá chỉ là một người 4 sao đấu thần. Quả thực như Tôn Thượng theo như lời, này đó linh quỷ thế nhưng thật đúng là ở tinh tịch đại giới ở ngoài chờ đợi, này năm người nghĩ đến là bọn họ phái tiến nơi đây thám tử. Võ Thiên Du nhíu mày, trong tay kim quang chợt lóe, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay, kim quang chớp động, năm người đầu trực tiếp bị tề sinh sôi cắt rớt. Lần thứ hai nhất kiếm, lại chia lìa này thân thể, bóng kiếm gào thét, ngắn ngủn một lát chỉ thấy, năm người đã bị Võ Thiên Du chảm thành mảnh vỡ. Lôi Bách cũng là hiểu chuyện giơ tay, một đạo lôi đỉnh từ này đầu ngón tay lực ra, đêm này đó mảnh vỡ hoàn toàn hóa thành hư vô, tiêu tán ở này phiến tinh tịch đại giới giữa. Nhanh chóng chảm trừ, để tránh bọn họ tiết lộ tin tức. Không nghĩ tới, Khổng Lồ Hải đã thu được 5 người truyền ra tin tức, hắn ánh mắt tức khắc lạnh lùng. Không nghĩ tới, Khổng Lồ Hải đã thu được 5 người truyền ra tin tức, hắn ánh mắt tức khắc lạnh lùng. Bọn họ thế nhưng không chỉ có không có chết, còn ở bên trong tu luyện. Khổng Lồ Hải được đến 5 người truyền quay lại tới Ngọc Giản, bất quá đồng thời, 5 người sinh mệnh Ngọc Giản cũng là tùy theo băng toái. Khổng Lồ Hải oanh một tiếng bóp nát bàn tay bên trong Ngọc Giản, trong mắt sắc khí kích động.
không có nguy hiểm sao? Nếu là như thế chúng ta liền đi vào tìm bọn họ. Khổng Lồ Hải là ở 5 người chết phía trước thu được tin tức, đến nỗi này tin tức chân thật tính Khổng Lồ Hải cũng không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc 5 người không có khả năng mạo sinh mệnh nguy hiểm tới lừa gạt hắn. Còn lại 4 cái linh quỷ nghe vậy còn lại là nhíu mày, tựa hồ đều cũng không tưởng mạo hiểm tiến vào này tinh tịch đại giới giữa. Liền tính đánh chết Triều Ca cùng Quan Ngươi, bọn họ trọng lượng chỉ sợ đảo còn không đến mức chúng ta vì thế mạo hiểm đi. Diêu Giới lắc lắc đầu, cảm thấy không cần phải đuổi giết đến trong lời đồn như thế hung hiểm tinh tịch đại giới giữa. Bọn họ đánh chết 2 cái bát tinh đấu thần linh quỷ, cùng với còn có mấy tên thực lực hơi yếu một ít linh quỷ. Thiên Nhân Phủ nhất định có thể hoạch công lớn một lần, loại này cơ hội chư vị chẳng lẽ tưởng từ bỏ. Khổng Lồ Hải nhìn thấy 4 người đều có lùi bước chi ý, lập tức mở miệng nói. Hơn nữa tin tức tất nhiên giả không được, những người này có thể bình yên ở trong đó tu luyện, liền đủ để thuyết minh tinh tịch đại trong giới căn bản không có cái gì nguy hiểm. Hú chi lần này ta chờ cùng nhau tiến vào, cùng sống chết cộng tiến thối, sao lại làm đại gia mạo hiểm đâu? Khổng Lồ Hải liên tiếp nói, 4 người nghe vậy sau có một ít chần chờ, xa giao mắt đẹp híp lại, tựa hồ đã nhận ra một ít Khổng Lồ Hải khác thường. Thấy thế nào tới, đều không phải Khổng Lồ Hải ngài làm việc phong cách a, từ trước đến nay không muốn mạo hiểm ngươi. Vì sao sẽ đối loại sự tình này như thế cảm thấy hứng thú, hay là còn có cái gì chúng ta không biết? Xa giao hoãn thanh nói, Diêu Giới cùng với Tả Đông cùng Tả Tây đều nhìn về phía Khổng Lồ Hải, bọn họ cũng là cảm giác được có chút kỳ quặc. Khổng Lồ Hải rõ ràng dừng một chút, bất quá chợt lắc lắc đầu, sắc mặt như cũ chấn định nói, chỉ là đã truy kích đến tận đây, nếu là như vậy từ bỏ hoặc là ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Đảo còn không bằng thuận tay đưa bọn họ giải quyết, lấy này còn có thể đạt được Thiên Nhân Phủ công tích, cớ sao mà không làm. Xa giao nhìn chằm chằm Khổng Lồ Hải, nghe vậy sau vặn vẹo này thướt tha vòng eo, xoay người lắc lắc tay, chậm rãi liền phải rời đi. Nếu là như thế, công lao ta liền từ bỏ, tái kiến chư vị. Xa giao phải đi, Diêu Giới cũng là nhíu mày, đối với Khổng Lồ Hải chắp tay ôm quyền. Ta cũng không có hứng thú, cáo tử. Hai người phải đi, Khổng Lồ Hải tức khắc ánh mắt trầm xuống, nếu bọn họ đều đi rồi, Tả Tây Tả Đông cũng nhất định sẽ không lưu lại. Đã không có bọn họ tương trợ, Khổng Lồ Hải cũng khủng sinh ý ngoại, rốt cuộc còn không rõ ràng lắm đối thủ chi tiết. Chư vị chờ một chút, bọn họ thân phận có chút kỳ quặc, tuy rằng không thể xác nhận, nhưng theo ta được biết, bọn họ bên trong có đến từ Minh Giới gia hỏa, Triều Ca cùng Quan Ngươi chết chắc nhiên cùng này thoát không được can hệ. Nếu là có thể đem này Minh Giới gia hỏa trảo trở về, định có thể lập công lớn một kiện, hơn nữa có cơ hội học tập Thiên Cực Pháp. Chuẩn bị rời đi, Xa Giao cùng Diêu Giới bước chân lập tức một đốn, tựa hồ nghe đến cái này lý do sau. Mới vừa rồi cảm thấy hợp lý một ít, hơn nữa Khổng Lồ Hải lời nói Thiên Cực Pháp có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Minh Giới, Xa Giao xoay đầu tới, có chút kinh ngạc. Khổng Lồ Hải gật gật đầu, mọi người nghe được Minh Giới lúc sau, sắc mặt đều không khỏi hơi hơi căng thẳng, bọn họ hiển nhiên đều biết rõ Minh Giới lợi hại. Đúng là, cho nên ta mới triệu tập đại gia tiến đến, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Khổng Lồ Hải nhìn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên 4 người chậm rãi nói. Từ Minh Giới ra tới đều không phải thiện tra, ngươi xác định lấy chúng ta thực lực là này đối thủ sao? Xa Giao nghe được Minh Giới lúc sau, có chút lo lắng hỏi. Có một chút có thể bảo đảm, bọn họ bên trong cũng không cửu tinh đấu thần, cho nên chỉ cần chúng ta 5 người liên thủ, nhất định có thể đem này bắt giữ. Khổng Lồ Hải kiên định nói, 4 người nhìn nhau, hiển nhiên có chút tâm động. Nếu đại gia quyết định hảo, ta chờ liền cùng tiến vào này tinh tịch đại giới. Khổng Lồ Hải nhìn mọi người, Minh Giới cùng Thiên Nhân Phủ xưa nay chính là không thể vãn cùng đối địch quan hệ, đánh chết Minh Giới người đều là có thể đạt được Thiên Nhân Phủ nhớ một lần công lớn. Chỉ cần không có cửu tinh đấu thần, ta chờ liên thủ đảo cũng không sợ, nếu thật là Minh Giới người, tất nhiên không thể nuông chiều. Tả Đông cùng Tả Tây vẫn luôn chưa từng nói chuyện, lúc này cũng là rốt cuộc mở miệng. Các ngươi hai người đâu? Khổng Lồ Hải nhìn còn ở có chút do dự Xa Giao cùng Diêu Giới, đó là hỏi. Hy vọng như ngươi theo như lời. Xa Giao cuối cùng cũng là gật đầu đáp ứng, nhìn thấy đều đáp ứng rồi, Diêu Giới tự nhiên không muốn buông tha loại này lập công cơ hội tốt. Thiên Cực Pháp tổng cộng 9 thuật, đều là tương đương cường đại đấu kỹ, càng đi trước càng lợi hại, cho nên lệnh chúng nhân đều tâm chỉ hướng tới. Chỉnh đốn một phen sau, số con khổng lồ thích loại phi thuyền đó là chậm rãi tiến vào đi thông tinh tịch đại giới vặn vẹo trùng động giữa. Cùng lúc đó, linh tuyền đã tiêu tán hơn phân nửa, ngồi xếp bằng ở trong đó Tiêu Viêm đã đình chỉ hấp thu thần chi nguyên khí, bởi vì giờ phút này hắn nguyên khí nội tình đã đi tới 2400 vạn. Cụ bị đánh sâu vào thất tinh đấu thần tư cách, thần kiếp cũng là đúng hẹn tới. Tiêu Viêm lúc này đây thực lực sở dĩ có thể được đến như thế bùng nổ thức tăng trưởng, trừ bỏ bản thân đột phá gông cùm xiềng xích ngoại. Đương nhiên thần nguyên chi mắt cũng là cung cấp cũng đủ nồng đậm tinh thuần thần chi nguyên khí, Tiêu Viêm mới có thể có này đột phá. Chỉ cần vượt qua thần kiếp, Tiêu Viêm liền đem đột phá đến thất tinh đấu thần. Thực tế nội tình đem có được 4800 vạn. Nếu là thập tuyệt yêu viêm thêm vào dưới, Tiêu Viêm chân chính có thể bộc phát ra tới nguyên khí nội tình, đem phá 100 triệu. Song trọng nguyên khí hải cường đại chỗ cũng là chân chính bắt đầu bày ra này bá đạo chỗ, chỉ bằng tự thân nguyên khí nội tình.
Tiêu Viêm liền có thể nghiền áp hai cái cảnh giới, nếu hơn nữa thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm thực lực liền như so sánh bát tinh đấu thần. Giờ phút này Tiêu Viêm lần thứ hai đi tới thần kiếp hư không, kiếp xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Không tồi, tốc độ nhanh rất nhiều, lần trước thần kiếp ta đáp ứng ngươi, lúc này đây liền mang ngươi đi trước viễn cổ chiến trường, trở thành trong đó một người chiến sĩ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, đánh chết 100 danh địch nhân. Kiếp thanh âm chậm rãi ở Tiêu Viêm bên tai vang lên, quanh mình cảnh tượng biến ảo, đinh tai nhức óc chiến đấu thanh truyền đẩy ra tới. Tiêu Viêm lập tức đặt mình trong với một mảnh chiến trường giữa, còn không có phản ứng lại đây, một cái nổ mạnh đánh sâu vào. Liền đem Tiêu Viêm trực tiếp chấn động ra trăm trượng xa, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trước mắt hết thảy giống như chân thật giống nhau. Một đạo hắc ảnh nhằm phía Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm còn không có phục hồi tinh thần lại, còn hảo bên cạnh kiếm quang chợt lóe, đem này hắc ảnh chia làm hai nửa. Tay để trường kiếm nam tử, cả người đều là máu tươi, quần áo tả tơi, không biết đã huyết chiến bao lâu. Ngươi nếu còn phân tâm, đã có thể không may mắn như vậy. Nói xong nam tử dẫn theo trường kiếm tiếp tục về phía trước giết địch. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, lập tức rút ra phía sau bát hoang huyền trọng xích, quanh mình hết thảy giống như chân thật giống nhau, cảnh tượng cũng làm Tiêu Viêm người lạc vào trong cảnh. Giờ phút này liền ở vào mỗ phiến hư vô hải bên trong, chẳng qua quanh mình sao trời giới không toàn bộ bị phá hư băng toái. Cơ hồ không có hoàn chỉnh hành tinh cùng giới không, đều là một mảnh tàn phá chi cảnh. Liền ở không xa đoan, rậm rạp thân ảnh cùng với nổ mạnh vang vọng, phóng nhìn về nơi xa đi, phim chính hư không mênh mông cuồn cuộn đều là địch nhân. Lại là một đạo hắc ảnh gào thét mà đến, Tiêu Viêm lập tức kích động trên người nguyên khí. Giờ phút này Tiêu Viêm phát hiện, chính mình nguyên khí cùng với sở hữu lực lượng đều ở, hết thảy trở nên vô cùng chân thật. Hắc ảnh tới gần, đây là một đầu Tiêu Viêm chưa bao giờ gặp qua hung thú, sinh trưởng u lam xúc tu. Giống như một đầu trong hư không to lớn bạch tuộc, này tốc độ cực nhanh trên người càng là tràn ngập điện quang. Tiêu Viêm lập tức huy động bát hoang huyền trọng xích, ngọn lửa cùng lôi đình quán chú trong đó, đối mặt cực nhanh vọt tới hư không dâu quái, một thức ném tới. Bùm một tiếng, đó là đem này sinh sôi đánh lui, Tiêu Viêm liên tục chém ra bát hoang huyền trọng xích, sinh sôi đem này tạp chết, cuối cùng một sợi ngọn lửa trào ra, thiêu thành cho tàn. Ngươi chính là ngươi, đi theo ta. Lúc này, một bên truyền đến thanh âm, chỉ thấy một nữ tử, trên người áo giáp tổn hại nghiêm trọng, xem ra tới nàng đã đánh một hồi ác chiến, ở nàng phía sau còn có mấy người. Thất tinh đấu thần sao? Bực này thực lực ngươi hẳn là ở bên ngoài chiến trường, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nữ tử nhìn Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Tiêu Viêm không nói gì, nghĩ thầm này cũng quá chân thật một ít đi. Ngươi là đến từ cái nào chiến khu hoặc là thế lực? Nữ tử tiếp tục hỏi, lại đem Tiêu Viêm cấp hỏi mông. Đấu thần liên minh. Tiêu Viêm chỉ có thể là tùy tiện biên một cái. Nữ tử nhìn nam tử tức khắc mày nhăn lại. Tiêu Viêm nghĩ thầm hay là viễn cổ thời điểm đấu thần liên minh cũng đã không phải tôn thượng trưởng quản. Đấu thần liên minh. Nữ tử hỏi lại. Tiêu Viêm tâm thần căng thẳng, nghĩ thầm chính mình có phải hay không nói sai rồi. Ta cũng đến từ đấu thần liên minh, như thế nào chưa từng gặp qua ngươi? Nữ tử đánh giá Tiêu Viêm. Hy ngỗng điện hạ, đấu thần liên minh nhiều người như vậy, chưa thấy qua cũng thực bình thường, phía trước yêu cầu chi viện, liền không cần tại đây lãng phí thời gian. Lúc này phía sau nam tử có chút bất đắc dĩ nói. Tên là Hy ngỗng nữ tử dừng một chút, lập tức chính sắc lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Lấy thực lực của ngươi nếu là gặp được vương cấp quỷ ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong Hy ngỗng dẫn theo chính mình một đám người chờ liền phải rời đi. Chờ một chút, Hy ngỗng điện hạ, có không đem ta cũng mang lên. Tiêu Viêm lập tức đuổi theo, trước mắt chạy loạn không bằng đi theo đội ngũ đi càng tốt một ít. Huynh đài đừng nháo, thất tinh đấu thần sơ kỳ thực lực, nhưng không đủ này đó quỷ ma tắc kẽ răng, biết được muốn vì thần hy chiến đấu quyết tâm, nhưng chiến tranh không phải trò đùa, chớ hành động theo cảm tình. Phía sau nam tử nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm chính sắc nói. Có lẽ ta có thể giúp đỡ một ít vội. Tiêu Viêm nói xong lòng bàn tay bên trong bất diệt chi hỏa hiện lên, mọi người thấy Tiêu Viêm lòng bàn tay bất diệt chi hỏa sở phát ra dao động sau, hơi hơi sửng sốt. Hỏa diễm chi tâm. Hy ngỗng tinh xảo khuôn mặt thượng cũng là hiện lên một mặt kinh ngạc. Hảo, bất quá trước đó thuyết minh, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là đi đối phó một con vương cấp quỷ ma, có thể so với cửu tinh đấu thần cường giả, một cái vô ý mạng nhỏ đều khả năng sẽ đánh mất. Hy ngỗng nhìn đến Tiêu Viêm có được hỏa diễm chi tâm sau, đó là miễn cưỡng đáp ứng rồi Tiêu Viêm. Hy ngỗng đáp ứng sau, mọi người cũng không dám nói cái gì, bất quá đều lộ ra lo lắng chi sắc. Huynh đài cần phải cẩn thận, nhưng đừng đem mạng nhỏ chơi ném. Nam tử tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng là lo lắng Tiêu Viêm đây là đi tặng người đầu. Tiêu Viêm chỉ là cười khẽ gật đầu, trả lời nói, đa tạ quan tâm, ta nhất định cần phải tiểu tâm một ít, sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Cốc Hy ngỗng dẫn dắt hạ, đi tới một viên rách nát hành tinh, đã bị hủy rớt hơn phân nửa, còn lại bộ phận cũng ở nhanh chóng tan rã, rơi rụng ở hư vô bên trong giống như điêu tàn sao băng. Hy ngỗng điện hạ, không biết này đó kẻ xâm lấn đến từ cái gì thế giới? Đường xá thượng, Tiêu Viêm dò hỏi. Quỷ ma vực. Hy ngỗng quay đầu, chát đuôi ngựa, bộ dáng cũng xinh tiếu lệ. Quỷ ma vực.
Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, xem ra thần hy thế giới từng gặp quá không ít thế giới xâm lấn, nay quỷ ma vực hiển nhiên cũng là trong đó một cái. Lần này quỷ ma vực xuất động không ít lực lượng, chúng nó đây là tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hẳn là biết được không lâu trước đây chúng ta mới bị xâm lấn. Tôn Thượng còn đang bế quan khôi phục, thật là đáng giận đến cực điểm, nhưng chúng nó cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta thần hy. Hy Ngỗng hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế bùng nổ. Lúc này đã tiến vào tới rồi này viên rách nát sao trời giữa, đầy đất hải cốt, nơi này hiển nhiên đã bùng nổ quá một lần huyết chiến. Ở Tây Bắc Phương, đi. Mọi người sôi nổi lập tức ra tốc, hóa thành mấy đạo cầu vồng tiếp tục hướng tới Tây Bắc Phương bạo lực mà đi. Trên đường mọi người có chút kinh ngạc, bởi vì Tiêu Viêm thế nhưng không có cùng ném. Không bao lâu, rất xa đó là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, rất xa đó là nhìn đến còn có mấy người đang ở nỗ lực cùng quỷ ma chiến đấu. Bất quá bọn họ phần lớn đều đã kề bên tuyệt cảnh, căn bản không phải cái này vương cấp quỷ ma đối thủ. Quỷ ma tuy rằng cũng là nhân hình, nhưng tứ chi thon dài, phía sau chiều dài hai cánh, tốc độ cực nhanh. Lúc này tay cầm một thanh trường thứ đó là hướng tới đã chặt đứt một tay thân ảnh đâm mạnh mà đi. Mắt thấy trường thứ liền phải chọc trúng thân ảnh, một đạo hàn quang hô lóe mà qua. Một tiếng giòn vang, đêm này trường thứ chắn xuống dưới, quỷ ma đột nhiên quay đầu, này khuôn mặt thượng thế nhưng sinh trưởng bốn con huyết mắt, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Còn lại người lập tức đuổi kịp Hy Ngỗng, không nói hai lời đó là hướng tới quỷ ma công kích mà đi. Tiêu Viêm không có sốt ruột, đi tới trọng thương mấy người bên cạnh, lấy ra một ít chữa thương đan dược cho mọi người. Mặc kệ nơi này hay không chân thật, Tiêu Viêm có thể từ nạp giới chung lấy ra đan dược, trước tiên chính là muốn đi cứu người. Đa tạ, sôi nổi tiếp nhận Tiêu Viêm đan dược chắp tay ôm quyền. Bọn họ đều đã chiến tới rồi sức cùng lực kiệt, tài nguyên gần như hao hết, chữa thương đan dược đều biến khó được đáng quý. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa chiến đấu kịch liệt một chúng, nhìn chiến đấu kịch liệt Hy Ngỗng Tiêu Viêm đó là phát hiện khác thường. Nàng tựa hồ trong cơ thể có thương tích thế. Tiêu Viêm nhíu mày, cùng lúc đó, ở xa truyền đến tiếng rít, xuất hiện thượng trăm chỉ hình thể tiểu thượng một vòng quỷ ma. Xem ra hai bên chi viện đồng thời đến, a Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía ở xa chi viện mà đến trăm chỉ quỷ ma rút ra phía sau bát hoang huyền trọng xích, trên người quần áo không gió tự động, khí thế bùng nổ mở ra. Chư vị hảo sinh nghỉ ngơi chỉnh đốn, nơi này liền giao cho chúng ta đi. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, bị thương mọi người hơi hơi sửng sốt, bởi vì bọn họ đều cảm thụ được đến. Tiêu Viêm bất quá chỉ là một cái thất tinh đấu thần, thượng trăm chỉ quỷ ma cũng không phải là hắn một người có thể đối phó. Huynh đài trăm triệu không thể. Lúc trước nam nhân thấy Tiêu Viêm một người liền đỉnh đi lên, lập tức sốt ruột hô. Các ngươi bám trụ vương cấp quỷ ma, này đó giao cho ta. Tiêu Viêm không màng nam tử ngăn trở, đã xách theo bát hoang huyền trọng xích lôi cuốn ngọn lửa cùng lôi đình gào thét mà đi. Một tiếng vang lớn, ngập trời ngọn lửa phóng lên cao, biển lửa bên trong lôi đình càng là nháy mắt kíp nổ, ầm 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 tiếng vang không dứt bên tai. Phệ Viêm sấm đánh thước. Dưới giai thượng phẩm đấu kỹ, lúc này ở Tiêu Viêm khổng lồ nguyên khí nội tình chống đỡ hạ, đã sẽ không tồn tại tiêu hao vấn đề, bởi vậy, một thức chém ra lúc sau, Tiêu Viêm đệ nhị thức liên tiếp tới. Giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, nổ mạnh thanh âm không dứt bên tai. Chỉ thấy này đó loại nhỏ quỷ ma bị sôi nổi tạc bảy hoành tám dựng, liên tục chém ra mấy đạo Phệ Viêm sấm đánh thức lúc sau. Tiêu Viêm nắm tay cất vào bên hông, nguyên khí kích động chi gian hóa thành trào dâng lôi đình, theo sau một quyền oanh ra. Thiên Huyễn Lôi Long phá. Lôi cuốn ngập trời lôi đình một quyền trống rỗng đánh ra, chỉ thấy Tiêu Viêm nắm tay đỉnh, một cái thật lớn lôi long ngưng tụ mà ra, trong miệng phun trào lôi đình, quấy bốn phía thượng trăm chỉ loại nhỏ quỷ ma. Trong khoảnh khắc, đó là có mười mấy chỉ bị Tiêu Viêm sinh sôi mạt sát, này đó loại nhỏ quỷ ma thực lực. Yếu nhất giả đều có thể so với năm sao đấu thần tồn tại, nhưng mà Tiêu Viêm lại giống như nghiền áp lấy một địch trăm. Truyền đến thật lớn động tĩnh sau, cũng lệnh cùng vương cấp quỷ ma đối chiến mấy người đầu tới tò mò ánh mắt, thấy một màn này sau, đều là lãnh tê một tiếng, bao gồm Hy Ngỗng. Nàng mỹ lệ con ngươi đều không khỏi trừng lớn mở ra, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm kia kiêu ngạo bóng dáng, tựa hồ bọn họ tất cả mọi người xem nhẹ cái này nam tử. Hảo cường nguyên khí dao động, này cũng không phải là thất tinh đấu thần, hẳn là có khí thế, hắn ẩn tàng rồi thực lực. Phía trước lo lắng Tiêu Viêm nam tử, kia ánh mắt lộ ra khiếp sợ cùng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Này đó có thể yên tâm giao cho hắn, chúng ta liên thủ chu sát này vương cấp quỷ ma mới là trọng trung chi trọng. Hy Ngỗng quát chói tai một tiếng, mọi người sôi nổi phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đối vương cấp quỷ ma phát động công kích. Mà này đầu vương cấp quỷ ma nhất am hiểu đó là lực lượng cơ thể, cường hãn thân thể làm mọi người nhất thời tìm không thấy biện pháp giải quyết nó. Nhưng mọi người liên thủ cũng là làm này vương cấp quỷ ma khổ không nói nổi, hai bên lâm vào chiến đấu bên trong, một chốc một lát khó phân thắng bại. Nhưng mà lúc này Tiêu Viêm giết hứng khởi, thượng trăm chỉ quỷ ma ngắn ngủn một lát đã bị Tiêu Viêm giết chết một nửa nhiều. Thất sát chấn thần quyền. Tiêu Viêm liên tiếp thi triển này hung hãn đấu kỹ, lệnh đến này đó loại nhỏ quỷ ma căn bản vô pháp gần người, thậm chí cũng vô pháp thoát đi. Đánh chết tuy rằng khó, nhưng Tiêu Viêm từng cái đánh bại, chậm rãi này đó quỷ ma liền phải bị hắn hoàn toàn tiêu diệt.
Rốt cuộc Tiêu Viêm lúc này phát ra nguyên khí nội tình đã là phá trăm triệu. Chỉ tiếc không có tạo hóa giai đấu kỹ, nếu không hẳn là có thể càng mau giải quyết rớt chúng nó. Tiêu Viêm huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nện ở cuối cùng một con loại nhỏ quỷ ma phần đầu, nháy mắt đem này đầu đánh cái dập nát, cuối cùng một con cũng bị Tiêu Viêm giải quyết. Tổng cộng 102 chỉ, kiếp, cái này số lượng xem như đạt tiêu chuẩn đi. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, sở dĩ chủ động xuất kích, đúng là bởi vì kiếp cho hắn nhiệm vụ là chém giết 100 địch nhân, hiện tại Tiêu Viêm đã đạt tới. Bất quá chợt Tiêu Viêm cái trán xuất hiện một loạt thác tuyến, bởi vì cũng không có được đến kiếp đáp lại. Lật lọng, Tiêu Viêm có chút không tức giận nói, này hiển nhiên không tính toán làm hắn thông qua. Nhìn dáng vẻ ngươi là tính toán làm ta hỗ trợ cùng giải quyết rớt này đầu vương cấp quỷ ma, thật là phiền toái. Tiêu Viêm đoán được kiếp không có đáp lại hắn nguyên nhân, chính là muốn làm Tiêu Viêm ra tay đem này đầu vương cấp quỷ ma đánh chết lúc sau mới bằng lòng bỏ qua. Ở xa Hy Ngỗng sắc mặt có chút nan kham, huy động trong tay trường thương, công kích trở nên càng ngày càng gian nan. Vốn định tiêu hao này đầu vương cấp quỷ ma, nhưng tựa hồ hiện tại là mọi người bị này dần dần tiêu hao, như vậy đi xuống chỉ sợ tan tác sẽ là bọn họ. Ký ức mà thôi, cũng đều như vậy tích cực, thật là vậy ngươi không có biện pháp. Nói xong, Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa vương cấp quỷ ma. Vương cấp quỷ ma trong miệng thả ra âm lãnh tiếng cười, nó đã cảm thấy chính mình thắng lợi nắm, mọi người đều không phải nó đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đóa màu đỏ tím hỏa liên chậm rãi bay tới, mọi người sôi nổi đều là sửng sốt, vương cấp quỷ ma cũng là sửng sốt. Chợt màu đỏ tím hỏa liên oanh một tiếng nổ mạnh mở ra, bất quá lại không có hình thành đánh sâu vào, mà là đem bốn phía bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác chính mình tiêu hao đại lượng thần chi nguyên khí bỗng nhiên được đến bổ sung, hơn nữa nguyên khí nội tình bay nhanh bạo trướng, thực lực lại là đều lại tiến một bước. Đây là, Hy Ngỗng không có phản ứng lại đây, lúc này vừa chuyển đầu, đó là thấy được đôi tay kết ấn Tiêu Viêm. Tạo hóa giai đấu kỹ, Thập Tuyệt Yêu Viêm Vạn Hỏa Thần Vực. Phải. Đứng ở Tiêu Viêm Vạn Hỏa Thần Vực giữa, nguyên khí nội tình đều là bạo trướng, mọi người trong mắt lập tức ánh sao chợt lóe, cũng là sôi nổi vào lúc này bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Chư vị tiền bối cùng liên thủ chu sát này mà. Tiêu Viêm lạnh giọng quát, mọi người sôi nổi cả kinh, rồi sau đó mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, hiển nhiên Tiêu Viêm hoàn toàn ở bọn họ trong lòng được đến đổi mới. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thân hình vừa động, thế nhưng cũng là bạo lực mà đến, tay cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Ngọn lửa cùng lôi đình đan chéo cự thức oanh một tiếng hướng tới vương cấp quỷ ma đô tạp qua đi. Không hề nửa điểm sợ hãi cùng lùi bước. Ha ha ha, tìm chết, con kiến. Vương cấp quỷ ma trầm thấp thanh âm truyền ra, nó nâng lên cánh tay, chỉ thấy nó cốt cách thay đổi, toàn bộ cánh tay biến thành một thanh huyết sắc đại đao. Đối mặt gào thét mà đến Tiêu Viêm cũng là hung hăng chém tới. Hai người lại là đối đánh vào cùng nhau, hung hãn lực lượng bùng nổ mở ra, mọi người đều là chấn động, không nghĩ tới Tiêu Viêm thế nhưng có thể chính diện tiếp được này vương cấp quỷ ma một kích. Cùng lúc đó, vương cấp quỷ ma phía sau bé nhọn cánh chim lôi cuốn sắc bén kình khí đó là hướng tới Tiêu Viêm cắt mà đến, mọi người thấy thế lập tức ám đạo một tiếng không xong. Tiêu Viêm cũng là tâm thần căng thẳng, trong mắt quang luân lập tức lưu chuyển. Ba ngày giống nhau quang mang ở Tiêu Viêm trong mắt bạo khởi, lệnh vương cấp quỷ ma thân hình lập tức một đốn. Bất quá mấy cái hô hấp liền sống lại đây, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm đã sau này tránh lui, hơn nữa liên tục bước ra vài bước. Kinh sợ năm liền đạp. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia giữa không trung hư ảnh đó là nhanh chóng ngưng thật, hướng tới vương cấp quỷ ma trấn áp mà đi. Vương cấp quỷ ma lập tức phản ứng lại đây, vội vàng ra tay ngăn cản Tiêu Viêm công kích, ngưng thật chân ảnh làm mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bất quá làm cho bọn họ khiếp sợ cũng không phải uy lực của nó chi cường đại, mà là cái này đấu kỹ, vốn là tôn thượng sở hữu. Này không phải tôn thượng chấn thần bảy đạp sao? Hắn vì sao sẽ tôn thượng chiêu số? Không có khả năng, hay là hắn là tôn thượng đệ tử? Tôn thượng không có đệ tử. Mọi người nhìn ngưng thật mà đến thật lớn dấu chân, đều là mắt lộ ra chấn động chi sắc, cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng. Đại gia thất thần làm cái gì, đồng loạt ra tay giết nó à? Tiêu Viêm nhìn sửng sốt mọi người, đó là quát chói tai một tiếng, mọi người lúc này mới sôi nổi phản ứng lại đây, cùng ra tay hướng tới bị Tiêu Viêm tạm thời áp chế vương cấp quỷ ma gào thét mà đi. Các ngươi, tìm chết. Liền vào giờ phút này, vương cấp quỷ ma phát ra một tiếng ngập trời tiếng giống giận, Tiêu Viêm xuất hiện thế nhưng làm nó rơi vào hạ phong, này như thế nào làm nó có thể chịu đựng. Tự này trên người một vòng màu đỏ quang hoàn ngưng tụ mà ra, sau đó hướng tới quanh mình trực tiếp kích động mở ra, sinh sôi đem xông tới Hy Ngỗng một chúng đẩy lui mở ra. Lệnh đến mọi người một mồm to máu tươi phun ra, vốn là trong cơ thể có thương tích Hy Ngỗng cũng là che lại khẽ run ngực, khí huyết cuồn cuộn. Vương cấp quỷ ma một quyền công kích điên cuồng oanh kích ở Tiêu Viêm chấn thần năm bước lên, ở này khủng bố quyền phong hạ. Chấn thần năm đạp đang ở dần dần thất lực, chợt truyền ra ca ca thanh, rồi sau đó oanh một tiếng đó là băng mở tung tới. Tiêu Viêm thân hình cũng là sau này đảo bắn, hiển nhiên này vương cấp quỷ ma thực lực cũng là đại đại vượt qua Tiêu Viêm có thể đối kháng trình tự. Rốt cuộc Tiêu Viêm cho dù có Thập Tuyệt Yêu Viêm thêm vào, nguyên khí nội tình cũng bất quá vừa mới phá trăm triệu.
Mà này vương cấp quỷ ma lực lượng còn lại là có thể so với cửu tinh đấu thần, giữa hai bên như cũ tồn tại thật lớn chênh lệch. Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi một ngưng, chậm rãi vươn bàn tay, lòng bàn tay bên trong hiện lên một đóa màu đen hỏa liên. Bất diệt chi hỏa vạn hỏa thần vực, hải. Quanh mình màu đỏ tím biển lửa nháy mắt đã bị bất diệt chi hỏa màu đen ngọn lửa sở thay thế, Tiêu Viêm nhìn về phía Hy Ngỗng một chúng. Đó là ngưng trọng mở miệng, mượn chư vị nguyên khí nội tình dùng một chút, ta có nắm chắc đem này trấn sát. Bất diệt chi hỏa đã leo lên mà thượng, bao trùm khu vực bên trong sở hữu sinh mệnh, bao gồm vương cấp quỷ ma. Mượn cho hắn, Hy Ngỗng một đốn, chợt lộ ra tín nhiệm ánh mắt, nàng vốn chính là bị thương chi khu, nếu là không có Tiêu Viêm xuất hiện. Chỉ sợ bọn họ hôm nay không chỉ có sát không xong này đầu vương cấp quỷ ma, ngược lại sẽ bị này phản sát. Cho nên hiện tại bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, nguyên khí nội tình thứ này, còn có thể mượn. Mọi người không có đi phản kháng, tiếp theo nháy mắt, bọn họ trong cơ thể dư lại hạ nguyên khí nội tình đó là hướng tới Tiêu Viêm điên cuồng ngưng tụ mà đi. Chỉ thấy Tiêu Viêm phía sau đã là phá trăm triệu nguyên khí nội tình lần thứ hai bạo trướng. Vương cấp quỷ ma đột nhiên quay đầu, thế nhưng trực tiếp nhìn về phía Tiêu Viêm, phảng phất nó đã nhận ra, Tiêu Viêm mới là chân chính cụ bị đối nó có uy hiếp địch nhân. Thân hình vừa động đó là bạo lực mà ra, hai tay đều là hóa thành huyết sắc đại đao, sắc bén kình phong hướng tới Tiêu Viêm thổi quét mà đi. Giờ phút này Tiêu Viêm nhìn chiều hắn vọt tới vương cấp quỷ ma, ánh mắt cũng là đột nhiên một ngưng, chậm rãi nâng lên bàn chân thình lình một bước. Chấn thần thứ 6 đạp. Lấy bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm hấp thu Hy Ngỗng một chúng nguyên khí nội tình, lúc này hắn phía sau bạo trướng tới rồi số trăm triệu nhiều. Đơn luận nguyên khí nội tình, hội tụ mọi người lúc sau nguyên khí nội tình lúc sau trên thực tế đã tiếp cận cửu tinh đấu thần. Bởi vậy Tiêu Viêm thi triển ra này chấn thần thứ 6 đạp. Ngưng thật bàn chân lần thứ 2 ngưng tụ, này gào thét tới tốc độ càng mau, bàn chân còn chưa tới, kia cường đại lực áp bách đã bao phủ vương cấp quỷ ma. Lệnh nó tốc độ cũng là biến chậm lại, đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hóa thành huyết sắc trường đao đặt tại trước người. Cốc nhìn như thong thả tốc độ thật bằng không, chỉ là trong nháy mắt đó là rơi xuống tới, ngạnh sinh sinh oanh hướng về phía vương cấp quỷ ma. Chấn thần 6 đạp ngưng thật bàn chân lôi cuốn hung hãn kình phong nghiền áp vương cấp quỷ ma. Lệnh này giữa không trung thân hình cực nhanh hướng tới mặt đất rơi xuống, mặc dù là nó cắn răng thi triển toàn lực, nhưng cũng không thay đổi được gì. Ngưng thật bàn chân dẫm đạp vương cấp quỷ ma lập tức oanh hướng về phía mặt đất, này một cái chớp mắt giống như này rách nát hành tinh đều là vì này chấn động. Mạng nhện vết rách bay nhanh lan tràn mở ra, mặt đất tức tức tan vỡ, còn không có đình trệ ý tứ, cuối cùng hình thành một cái thật lớn hố động, toàn bộ mặt đất đều phảng phất bị gọt bỏ một tầng. Vương cấp quỷ ma ngã vào cự động trung ương, giờ phút này một mồm to máu đen phun ra, bộ dáng chật vật. Này đó là ngươi mạnh nhất một kích sao? Khụ khụ, bất quá còn không đủ để giết chết ta. Thật sâu lâm vào mặt đất vương cấp quỷ ma rút ra cánh tay, chậm rãi từ mặt đất trung bỏ ra. Lung lay ra lần thứ hai đứng dậy, này giữ tượng khuôn mặt thượng lần thứ hai bộc phát ra trầm thấp cười lạnh tiếng động. Hảo cường lực lượng cơ thể, thế nhưng này đều không có giết chết. Tiêu Viêm nhìn lần thứ hai đứng dậy vương cấp quỷ ma, chấn thần 6 đạp uy lực hẳn là đủ rồi đem nó mà sát mới đúng. Bất quá trước mắt tựa hồ nó cũng gần chỉ là bị một ít thương mà thôi, nhưng cũng không chí mạng. Khanh khách, vương cấp phía trên còn có linh cấp, lần này các ngươi thần hy thế giới chúng ta quỷ ma vực xâm lấn định rồi. Vương cấp quỷ ma phát ra âm trầm cười lạnh thanh, nó chiến lực đã không thể nghi ngờ, liền tính là cửu tinh đấu thần như muốn đánh chết đều tương đương khó khăn. Từ Tiêu Viêm thi triển ra tới chấn thần thứ 6 đạp liền có thể nhìn ra, này quỷ ma lực phòng ngự cực kỳ kinh người, muốn biết được. Này đầu vương cấp quỷ ma ở Tiêu Viêm tiến đến phía trước, đã trải qua một hồi huyết chiến, mọi người thay phiên đối nó triển khai tiến công. Nhưng mà lúc này đối mặt Tiêu Viêm như thế hung hãn công kích, thế nhưng chỉ là bị một ít thương, như cũ có được chiến đấu năng lực. Tiêu Viêm tức khắc ánh mắt hơi ngưng, hiển nhiên không muốn cùng này lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ thấy Tiêu Viêm trong mắt quang thay phiên chuyển, màu trắng ngọn lửa tức khắc bao phủ toàn thân. Tuy rằng không có thể đem ngươi đánh chết, bất quá nghĩ đến ngươi hẳn là cũng là nỏ mạnh hết đà, xâm lấn thần hy. Các ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình đi. Tiêu Viêm trên người bạch diễm bùng nổ mở ra, chậm rãi nâng lên tay, trên người bạch diễm oanh một tiếng đem bốn phía hết thảy đều tất cả bao phủ vào trong đó. Nguyên bản tối tăm hành tinh phía trên tức khắc giống như hóa thành ban ngày giống nhau, bị bạch diễm bao phủ mọi người sôi nổi đều là ánh mắt cứng lại. Hảo sau một lúc lâu mới khôi phục thanh minh, đó là Tiêu Viêm cũng không có nhằm vào mọi người, mục tiêu chính là kia nhất trung tâm quỷ ma. Vương cấp quỷ ma khuôn mặt cứng đờ, bốn cái huyết sắc đôi mắt đều là chợt co rụt lại, bởi vì nó đã nhận ra nguy cơ cảm, loại cảm giác này tới đây lúc sau vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Vô luận các ngươi có bao nhiêu vương cấp cũng hảo, linh cấp cũng thế, các ngươi có cường giả thần hy cũng một cái không kém, chỉ biết so các ngươi càng cường. Chỉ bằng các ngươi này đó cặn bã cũng tưởng xâm lấn thần hy. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, trên người bạch diễm điên dũng mà ra, có mọi người bàng bạc nguyên khí nội tình thêm vào, bạch diễm nồng đậm trình độ cũng là bạo trướng. Bất động, linh vương trận. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, từng đạo bạch diễm đó là hướng tới vương cấp quỷ ma gào thét mà đi,
giờ phút này vương cấp quỷ ma muốn ra tay chống đỡ. Giờ phút này nó mới bỗng nhiên phát hiện, chính mình tuy rằng thấy được quanh mình phát sinh hết thảy, nhưng thế nhưng lại không cách nào khống chế chính mình thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chiều nó gào thét mà đến, bạch diễm chui vào nó thân thể giữa, tử vong uy hiếp tiếp theo nháy mắt hoàn toàn làm nó lâm vào điên cuồng. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 44 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.